Hello anh em nhé, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với uh, kênh channel của mình Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải con game IWIN CLUB về trên điện thoại Iphone Và đầu tiên thì uh, cho mọi người lời chúc tới tất cả anh em, chúc anh em một buổi chiều uh, thật là vui vẻ nhé Và chúc anh em sớm bị bờ với con game uh, IWIN CLUB Thực ra mà nói thì IWIN CLUB thì nó rất là dễ tải Nhưng uh, nó thường xuyên bị chặn đường link nên là anh em sẽ không tải về được Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải và nội dung video hôm nay thì mình có hai nội dung nội dung thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải con game I Win Club và nội dung thứ hai thì mình mình sẽ review cho anh em thêm một con game bài đổi thưởng mới nữa nhé và con game mình muốn review cho anh em hôm nay thì đó là con game 68 game bài con game 68 game bài này anh em hôm nay bệnh này anh em à bình này. Còn game sáu tháng cái bài này thì mình đã trải nghiệm sau được uh, một tháng. Thì đây là lịch sử đổi thưởng của mình. Game rất là uy tín. Mình cảm thấy con game này nạp rút rất là uy tín nhé. Và liên tải game thì mình đã để sẵn ở trong phần uh, mô tả và phần uh, game bình luận. Hôm nay mình bình đây là mình review uh, hơi khó khăn một chút xíu anh em thông cảm cho mình nhé mình à, nói chung thì mình à, đợt này ốm suốt thế được rồi và tiếp tục quay nội nội dung chính đi trong phần mô tả thì có bốn đường link đường link thứ nhất thì dành cho an rồi và đường link thứ hai thì dành cho ios và đường link thứ ba thì đường link dành cho những anh em nào mà đam mê cùng sở trưởng của mình nhé là cũng thích con game 68 game bài này thì uh, mình đã để lại uh, cho anh em một video là kinh nghiệm một tháng của mình chơi uh, con game 68 game bài này mình để lại phương pháp cho anh em chơi để anh em dễ chơi hơn còn anh em tự chơi và đừng lên cuối cùng thì đừng lên telegram của mình và ai muốn nhận có đây tân thủ con game 68 game bài này thì cứ inbox qua telegram và đặc biệt con game này chỉ có hai lần khuyến mãi lần khuyến mãi thứ nhất thì hai mươi phần trăm và là thứ khuyên mãi thứ hai thì 10 phần trăm và sau đó thì nó không còn khuyên mãi cho anh em nên anh em chơi á, thì nạp à, lần đầu nạp lớn một chút xíu để dân khuyến mãi nhé nhưng mình nạp lần đầu tiên mình nạp 10 m ra được 12 m còn sau thì mình nạp bình thường thôi không có nạp lớn nữa và mình muốn gửi gắm cho anh em một điều hôm nay đó là con game 6 kênh 8 cái bài này chỉ có được hai môn xanh chín và mình chơi được đó là tài xỉu này hai là tài xỉu mb5 này sử m bên 5 này phát này nó ra tài đấy anh em ạ đấy tài là phát này ra tài là ra tài thế để mà chờ để mà chơi con game này á thì mình muốn gửi lại cho tất cả anh em một số thứ như thế này thứ nhất anh em phải là biết là con game xanh chín hay không kể cả 68 game bài hay tất cả con game khác thì muốn biết là game nó xanh chín hay không á thì anh em phải căn được cái mốc thời gian á nếu thời gian những giây cuối cùng mà anh em vẫn nhận được uh, đặt cược á, anh em đặt tiền thì không vẫn nhận á, thì 99% là nó đã là game xanh chín. Vì một giây cuối cùng mà vẫn nhận tiền thì nó không thể nào mà can thiệp được vào kết quả, đúng không? Một giây cuối cùng mà vẫn nhận tiền thì không bao giờ mà can thiệp được vào kết quả như nha. Chứ nếu một giây cuối cùng mà không nhận tiền á, ví dụ như B52 này, 68 game bài này thì không nói. Còn uh, Go88 này rồi nguyên uh, này là thường thường 3 giây đi 4 giây nó không nhận tiền mà nếu có nhận thì nó cũng sẽ trả tiền lại cho anh em đó mà nó trả tiền lại thì anh em sẽ thua phát này mb5 uh, nó sẽ ra tài rồi đây anh em nó là chịu luôn đẳng cấp nhỉ thì uh, để mà anh em phân biệt được cái mà tranh chín hay không á, thì anh em cứ chỉ nhìn vào mốc thời gian đó. Thời gian cuối cùng và là nó cân cửa trả tiền á. Nếu mà 4 giây mà nó cân cửa trả tiền rồi á thì anh em không nên chơi vì nó can thiệp được vào kết quả nhé Bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải con game Iwin club về trên điện thoại iPhone luôn. Đầu tiên thì anh em vào uh, Saturday anh em gọi cho mình iWin3.club iWin3.club đây nha. Ở đây iWin3.club thì sau này anh em truy cập vào trang web này á mà nó để là kết nối quyền riêng tư thì đường link nó đã bị chặn rồi à, một khi đường link nó đã bị chặn thì anh em phải cập nhật được link mới muốn lấy đường link mới thì anh em inbox qua telegram của mình để lấy đường link mới hai thì anh em truy cập vào kênh của mình để lấy đường link mới của con ai quên cả lúc này nhá còn nếu anh em vào và nó vẫn báo được trang chủ như thế này thì đường link nó chưa bị chặn thì anh em cứ ăn tải ngay cho mình thường thì nhà mạng nó sẽ chặn những con game này nó nhỉ sẽ chặn tầm cỡ 3 tuần 3 tuần là nó sẽ chặn rồi tất cả nhà mạng nó sẽ chặn nó chặn đồng loạt luôn anh em ạ tất cả các con game nó bị chặn luôn không riêng gì ai quên cả lúc nhé được rồi sau khi mà ấn tải ở trên app đó nó yêu cầu anh em tải phần mềm này về thì anh em cứ tải về cho mình sau đó ấn mở lên thì nó sẽ cập nhật iWin Club cho anh em lần đầu tiên nó cập nhật rất là lâu mất từ 3 đến 5 phút còn lần thứ hai thì nó sẽ cập nhật rất là nhanh nha anh em, tại vì lần đầu là nó sẽ tải tài nguyên nữa. Còn lần sau thì nó không cần phải tải. Đấy, xem tới đây chắc chắn ai cũng đã tải được con game I Win Club. Về trên điện thoại iPhone rồi. Và ai chưa tải 68 game bài thì cứ tải về trải nghiệm nhé và inbox cho mình qua Telegram để nhận có đây tân thủ. Và anh mà xem được video của mình thì nhớ cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh giúp kênh mình tiếp tục phát triển.